Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B phổ thông của bên phía Honda. Mà trong video ngày hôm nay, thời điểm dịp cuối của tháng 4 năm 2024, đâu đó còn khoảng tầm 1 tuần nữa thôi là kết thúc tháng rồi. Thời điểm này những anh chị, những khách hàng nào quan tâm về Honda City thì với xe sản xuất năm 2023 thì đã thanh lý xả tồn hết rồi. Từ bản G, bản L cho đến bản RS đều hết rồi quý chị các bạn nhé. Vậy là xe bây giờ sẽ đều tất cả các phiên bản sản xuất năm 2024 quý chị các bạn ạ. Mỗi phiên bản vẫn có những cái ưu đãi về giảm tiền mặt riêng, về giảm phụ kiện riêng. Một cái chiếc xe mà rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, cạnh tranh với cả Vios, cạnh tranh với cả Hyundai Accent. Vậy thì tại thời điểm này, cụ thể từng sự lựa chọn của Honda City 2024 như thế nào, mình xin phép cập nhật ngay luôn để anh chị chúng ta nắm được nếu như đang có kế hoạch hoặc đang để ý về cái chiếc xe này. Phiên bản đầu tiên của Honda City đó là City phiên bản G. City bản G thì nó cũng là số tự động thôi. Với cái chiếc xe này thì nó không có số sàn anh chị nhá. Bản G này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 559 triệu đồng. Xe sản xuất 2024 đang giảm về tiền mặt là 30 triệu dành cho quý chị các bạn. Tặng một cái gói phụ kiện là 50 triệu đồng dành cho quý các bạn nữa. Phụ kiện 50 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn dán kính, lựa chọn trải sàn, lựa chọn camera hành trình hoặc là lựa chọn ghế da với cái phiên bản G này quý chị các bạn ạ. Nói tóm lại là sẽ có một cái list phụ kiện để chúng ta lựa chọn, cứ đủ làm sao đủ 50 triệu là ok. Giá xe còn lại sẽ là 529 triệu đồng. City bản G này lăn bánh ở tỉnh là 588 triệu, ở Hà Nội là 619 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 608 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Ở tỉnh là 588, ở Hà Nội là 619 và thành phố Hồ Chí Minh là 608 theo phương án trả thẳng. Tuy là phiên bản số tự động thấp tiền nhất của dòng xe Honda City thôi, nhưng mà cũng có những cái tính năng an toàn chủ động trong gói Honda xe sinh anh chị nhé. Đấy là cái mà mình thấy là ưu điểm của cái dòng xe Honda City này. Tất cả các phiên bản đều có Honda xe sinh. Ví dụ như là phanh giảm thiểu va chạm, giờ là đèn pha tự động thích ứng thông minh, rồi là cruise control, rồi là hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, rồi là thông báo xe phía trước khởi hành quý chị các bạn ạ. Cả ba bản đều có Honda xe sinh luôn. Nếu như mà lấy trả góp City bản G này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 165 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 196 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 185 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 165, Hà Nội là 196 và thành phố Hồ Chí Minh là 185 quý chị các bạn nhé. Tiếp theo phía trên bản G đó là Honda City phiên bản L. Một cái phiên bản mà mình thấy là cũng rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm. Lên phiên bản này thì bốn bánh của nó đều là phanh đĩa rồi. Thế còn ở bản G của nó thì phanh trước là đĩa, phanh sau là tăng trống. Nhưng lên bản L này cả bốn bánh đều là phanh đĩa hết luôn rồi. Ngoài ra ghế da đầy đủ hết rồi. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 589 triệu đồng. Và hiện tại đại lý đang giảm về tiền mặt cũng là 30 triệu dành cho quý vị các bạn. Và vẫn có gói quà tặng trị giá là 50 triệu đồng. Giá xe còn lại của nó là 559 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của bản L 2024 này là 621 triệu. Ở Hà Nội là 653 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 641 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Tỉnh là 621, Hà Nội là 653 và thành phố Hồ Chí Minh là 641 theo phương án trả thẳng. Trả góp của City L này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 174 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 206 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 194 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 174, ở Hà Nội là 206 và thành phố Hồ Chí Minh là 194 theo phương án trả góp. Và sang cái phiên bản thứ ba, cái phiên bản trước mắt quý các bạn đây, Honda City phiên bản RS, phiên bản thể thao, phiên bản đắt tiền nhất. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 609 triệu đồng. Và xe 2024 thì đại lý sẽ giảm là 30 triệu đồng dành cho quý các bạn, cùng một gói quà tặng trị giá là 50 triệu đồng nữa nhá. Vậy thì giá xe còn lại của nó là 579 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh của City RS là 643 triệu, ở Hà Nội là 675 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 663 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 643, Hà Nội là 675 và thành phố Hồ Chí Minh là 663.
Cái thời điểm giảm sâu nhất của chiếc xe Honda City phiên bản RS mà xe 2023 cũng đâu đó có 50 triệu đồng thôi. Trong khi đó tại thời điểm này lựa chọn Vin 24 giảm 30 triệu đồng anh chị nhá. Lệch nhau có 20 triệu đồng mà chênh nhau một đời thì mình nghĩ rằng cũng chẳng vấn đề gì, đúng không ạ? Nếu như mà lấy trả góp của City RS này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 180 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 212 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 200 triệu đồng tròn anh chị ạ. Tỉnh là 180, ở Hà Nội là 212 và thành phố Hồ Chí Minh là 200 triệu đồng tròn. Đó là 3 sự lựa chọn, 3 chương trình khuyến mại và có sự thay đổi dành cho mỗi phiên bản của dòng xe Honda City. Một cái chiếc xe mà cũng rất là phổ thông, rộng rãi, thoải mái, dễ lựa chọn, tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang quan tâm theo dõi để ý về chiếc xe Honda City này, muốn qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế, thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.